Tôi ở đây cùng với Ismael Martinez. Anh ấy vừa mới tham gia vào cuộc thi thể hình nam Antino Pro vài ngày. Anh ấy vô địch Olympia vài lần. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào rồi? Bạn thấy ổn không? Tôi cảm thấy rất tốt. Hai ngày trước anh ấy thậm chí còn không làm vận động viên của Elite. Chúng tôi ở đây để giúp anh ấy một chút trong quá trình depletion workout. Về cơ bản, đây sẽ là buổi tập cuối cùng của anh ấy. Chúng tôi gọi đó là depletion workout. Anh ấy thật sự đã bắt đầu nạp carb. Tôi tin rằng khoảng một ngày nữa hoặc lâu hơn với huấn luyện viên của anh ấy, tôi nghĩ hôm nay carb sẽ là 800 gram. Vâng, đúng như vậy. Hôm nay anh ấy tập 800 gram carb. Anh ấy đang làm việc với một huấn luyện viên mới hơn và tôi rất mong xem những gì anh ấy lên sân khấu một vài ngày tới. Tôi rất vui vì được gặp anh ấy. Chúng tôi vừa quay xong một podcast thực sự thú vị và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện một chút ở phần thân trên. Vì vậy những gì chúng tôi cố gắng bây giờ là chúng tôi đang cố gắng bơm máu vào ngực và cũng như ở cơ tam đầu, nhưng thực sự chúng tôi đã chỉ đưa được một ít máu vào đó. Chúng tôi không tập luyện chăm chỉ, chúng tôi cố gắng tập luyện một cách thông minh giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nạp carb mà anh ấy đang làm hiện tại. Tốt. Tốt lắm. Good. Thở đều đặn nào anh bạn. 48 giờ nữa ở sân khấu sẽ diễn ra. Chúng tôi đang cố gắng để có được một chút động lực. Đó là tất cả những gì anh ấy cố gắng làm lúc này. Tốt. Được rồi, thêm một lần nữa chúng ta sẽ không tập quá nặng vì bạn không muốn bị đau hai ngày trước buổi biểu diễn phải không? Bạn sẽ không thể hồi phục kịp thời. Chúng tôi chỉ muốn tạo thêm điều kiện thuận lợi một chút cho việc bơm và bạn muốn có thể nhận được nhiều lượng máu tốt nhất bây giờ. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ tập luyện ở các cấp độ khác nhau. Chúng ta đã vào trong rồi, chúng ta sẽ ra ngoài một chút và chúng ta sẽ không tập quá nặng. Chúng ta sẽ tập ở các cấp độ khác nhau nên chỉ cần đảm bảo rằng bạn liên tục tập ở các cấp độ của các phần thân trên trong những bài tập cuối cùng. Rất tốt. Tiếp tục. Good. Tốt lắm. Good. Hít thở sâu nào bạn. There you go. Come on. Bạn đang làm rất tốt. There you go. Good. Tốt. Good. Good. Và bài tập đầu tiên của chúng ta là tập một chút với máy ép đứng. Sau đó chúng ta đi ra ngoài và thực hiện phương pháp ép tạ thông thường. Về cơ bản là bạn đang sử dụng cách cầm tạ thông thường. Lòng bàn tay úp xuống để chúng ta có cả hai góc. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang động tác fly. Thực hiện một động tác fly với hai tay mở rộng để có thể có được sự co thắt. Thực sự tốt, nhưng không quá nặng. Và chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ một phương pháp tập luyện nâng cao điên rồ nào hay bất kỳ điều gì tương tự. Điều chúng tôi muốn là tập trung vào kết nối cơ bắp. Bạn đang làm tốt. Tốt lắm. Điều quan trọng là bạn phải ngẩng đầu lên, vì nếu cúi đầu xuống bạn sẽ không co cơ hoàn toàn. Tốt lắm. Nào, nâng cầm của bạn lên anh bạn. Nâng cầm lên, nó sẽ giúp bạn siết chặt vòng lưng. Đúng rồi. Tốt. Bây giờ hãy mở tay ra. Bạn sẽ thấy co thắt một chút khi vượt qua bàn tay đó. Tốt. Tuyệt vời. Bóp ngực trên rất tốt. Thêm hai lần nữa nào. Tuyệt vời. Tốt lắm. Làm lại lần nữa. Tốt. Làm lại một lần nữa nếu bạn muốn co thêm một chút. Mở rộng tay ra nhé. Nó sẽ thực sự giúp ích cho việc uốn cong đó. Và bạn sẽ thực hiện bài tập đó thêm một chút nữa. Chúng ta sẽ không dùng tạ nặng và sẽ không thực hiện bất kỳ một superset điên rồ nào. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào lưu lượng máu kết nối cơ bắp mà thôi. Good.
Tốt lắm. Good. Good. Tốt. Siết lại. Hai. Lần nữa nào. Đơn giản thôi. Tiếp tục thêm lần nữa. Tiếp tục. Giữ nó. Tốt. Tốt lắm. Lại đây nào. Siết chặt. Siết thêm cơ ngực. No, no, no. Ngay đây. Giữ nó lại. Siết chặt cơ ngực nào. Không. Không phải vai. Hít thở sâu và siết chặt cơ ngực thôi. Vai rộng hơn một chút. Đúng rồi. Siết chặt cơ ngực như thế. Đúng rồi. Chính xác. Tốt. Tiếp tục giữ tư thế. Tiếp tục giữ tư thế một lần nữa nào. Siết ngực lại nào. Đúng rồi. Làm tốt lắm. Vì vậy bây giờ điều chúng ta sắp làm là chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ thực hiện một vài động tác ấn và sau đó chúng ta sẽ thực hiện thêm một vài bài tập nữa và sau đó sẽ chuyển sang một chút về vai. Làm tốt lắm anh bạn. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy cơ giãn ra khi bạn căng ra ở đây và thấy những sợi cơ đó thực sự căng ra và co lại. Tốt, thêm một lần nữa. Không có gì quá đi rồi. Bạn nên cảm nhận về những gì mà anh ấy đang làm. Bạn muốn đổ một chút ra ngoài để cơ thể giảm một chút nước. Hãy cố gắng có một chút mồ hôi nếu bạn có thể và đảm bảo rằng bạn không quá mệt mỏi mà chỉ cảm thấy sự căng tròn của cơ bắp và kích hoạt những carbohydrate. Điều này chỉ giúp tạo điều kiện cho việc bơm cơ đầy đủ để khi bạn mất nước, bạn sẽ giữ được các khả năng cơ bắp đó tốt và đầy đủ. Tốt lắm. Đẩy ra. Rất tốt. Cứ tiếp tục như thế. Tuyệt vời. Được rồi các bạn, vậy nên một lần nữa không cần dùng quá nhiều sức cho bài vai. Riêng cơ vai thì anh ấy đã ổn rồi. Điều chúng tôi đang làm bây giờ là chúng tôi đang thực hiện động tác nâng tạ ngang một cách vừa phải, rồi sau đó chúng tôi sẽ lại đổi động tác nâng tạ đơn trước mặt. Siết chặt thêm một chút nữa trong những trường hợp này. Anh ấy đã nạp cáp, nhưng chỉ tạo điều kiện cho cáp vào cơ thể để duy trì cảm giác no. Và sau đó chúng tôi bắt đầu cắt nước. 5. Tốt. 6. Tám. Hai lần. Tốt. Rất tốt. Thêm lần nữa. Đẩy ra. Tốt lắm anh bạn. Hít thở đều đặn nào. Chỉ hai lần nữa thôi. Tốt lắm anh bạn. Thêm lần nữa. Bờ vai trông có vẻ cơ bắp. Tuyệt. Hướng về bên trái một chút nào. Có một chút máu ở đó. Rất tốt. Tốt thôi nào. Good. Tốt đấy.
Good. You see that? Right there. Good. Đây là một bài tập co giãn và co cơ bụng tốt. Tốt, căng ra và co lại, căng ra và trở lại, tuyệt vời. All right, guys, we just finished up. Ismael Martinez is last workout. He just did his depletion workout. Được rồi các bạn, chúng ta vừa mới kết thúc. Đây không phải là buổi tập cuối cùng của Martinez. Anh ấy chỉ tập một bài tập cơ ngực, một chút vai, một chút lưng, đã tập 800g calf. Anh ấy đã sẵn sàng bước lên sân khấu San Antonio Pro trong vòng chưa đầy 48 giờ. Anh ấy ghé qua thăm chúng tôi, quay podcast và tập luyện chăm chỉ. Bạn thấy thế nào? Mọi người làm tôi cảm thấy vinh dự và tôi rất mong sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh trong chặng đường đua tới. Cảm ơn anh bạn. Vâng, anh ấy là một phần của hình ảnh đội Elite. Chúng tôi rất vui và tự hào về anh ấy. Anh ấy là một thành công to lớn, rất lớn, không chỉ ở đây mà còn ở Mexico. Nên chúng tôi muốn gửi lời chào đến tất cả những người hâm mộ ở Mexico ngoài kia đang theo dõi tôi. Một lần nữa chúc các bạn may mắn vào cuối tuần này. Chúng tôi rất mong gặp lại bạn trên sân khấu Olympia. Cảm ơn. Hey, xin chào các bạn. Đây là Henry Deal và Evolution Elite. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những sản phẩm mà tôi sử dụng quanh năm, Aminochem. Tôi thích sử dụng một muỗng vào buổi sáng với bài tập cardio và sau đó một muỗng intra-workout vì nó giúp tôi phục hồi, giữ cho cơ thể no nhưng cũng khiến tôi giữ được nhiều năng lượng vì tôi đang bị thiếu hụt calo. Cảm ơn quý anh chị đã xem video clip này. Kiến thức thể hình, khoa học dinh dưỡng được chúng tôi liên tục cập nhật trên website thehinhonline.com.vn. Truy cập để biết thêm thông tin hữu ích. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của mình dưới phần bình luận. Nếu thấy hay, xin quý anh chị hãy bấm theo dõi kênh để ủng hộ chúng tôi quý anh chị nhé. Ngoài ra, nếu quý anh chị có nhu cầu chọn mua những dòng supplement uy tín, chất lượng, vui lòng ghé thăm THL Store, siêu thị supplement chính hãng USA.